Dù bên ngoài xã hội mình có là ngôi sao hay địa vị nào đi nữa, thì nhưng khi về nhà vẫn phải thấp hơn chồng một chút vì gia đình mới êm ấm, nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy chia sẻ. Nghệ sĩ có chồng hoặc vợ ngoài ngành rất dễ gãy đổ, bởi giới showbiz chẳng những nhiều thị phi mà còn đồn bởi những đặc thù nghề nghiệp buộc họ phải đi sớm về khuya, khó dành trọn vẹn thời gian vào tâm trí cho gia đình, riêng Lê Thụy thì khác. Nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy sinh năm 1948, sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, đông con ở tỉnh Vĩnh Long. Hồi Lê Thụy 3 tuổi, căn nhà ở quê bị cháy, mẹ gửi đứa em trai lên chăm bẫm. Biết đi ở quê, rồi cả gia đình liu riu dắt nhau lên Sài Gòn mưu sinh. Bà của Lê Thụy từng làm cửu vạn ở Bến Tàu. Mẹ xin giúp việc cho một người, nhưng vì có con nhỏ nên không ai nhận. Thế là bà nhận nấu cơm cho mấy người thợ bốc vác. Sau có người quen rủ làm bánh để giao cho mồi, sau công việc làm bánh của mẹ cũng dần ổn định nên mua được căn nhà nhỏ. Nhưng Lê Thụy phải bỏ học từ rất sớm chỉ vì giấy tờ khai sinh đã bị cháy cùng căn nhà ở quê năm nào. Nhà thì nghèo, đông con, lo cơm gạo hàng ngày đã mướt mồ hôi, đâu còn thời gian mà chạy đi làm lại giấy tờ. Vì thế Lê Thụy phải nghỉ học ở nhà, vừa phụ cha mẹ kiếm tiền, vừa phụ trông đàn em nheo nhóc. Nhà đông em nhưng vui vì lắm lúc mệt, dỗ mấy đứa ngủ xong, đứa kia mơ lại thì đó là khóc sống lên, đứa nọ thấy đứa kia khóc cũng giật mình theo. Mấy đứa nhỏ hơn thấy mấy đứa kia khóc cũng lại hùa vào, khóc phụ, thế là thành cái dàn đồng ca. Ở ngay kế bên có tiệm sửa radio, tối ngày mở cải lương, Lê Thụy khóc riết thành thuộc, bắt chước người ta, cô bé 10 tuổi khi ấy, hát cải lương để ru em ngủ. Có lần, ông Tư Long, một người làm trong ban văn nghệ ở xóm tình cờ nghe được, thấy cô bé Lê Thụy có chất giọng trời phú nên cũng khuyên đi học ca cổ, để làm phường xóm, có đám ma, đám cưới thì hát, đặng có tiền đỡ đần cha mẹ. Thế là cô bé Lệ Thủy được dắt sang gửi thầy Nam Truyền làm thợ cắt tóc ở Khánh Hội để học ca cổ, sau đó lại gửi học bài bản cải lương với nhạc sĩ Tám Đen. Nhưng đi hát đám cho bà con lối xóm thì không có tiền, trong khi các em lại ốm đau liên tục, gia đình túng thiếu để đỡ gánh nặng kinh tế cho cha mẹ. Lệ Thủy được gửi làm con nuôi ông bà mời của, đánh đàn ở đàn trống vàng. Lệ Thủy ở đoàn trai gì làm nầy, từ rửa chén đến sắt mùng bên, đến đun nước pha trà. Biết chuyện bà con lối xóm cằn, nói với mẹ Lê Thụy, chị Chín ơi, làm gì cho con nhỏ đi hát, con gái đi hát là dễ hư lắm, không được. Nghèo thì nghèo, cần gì tui giúp, chứ sao lại cho con đi hát. Đêm đầu tiên ở lại gánh hát trầm vang, một mình không có mẹ, trải chiều ngủ trên sân khấu, Lê Thụy buồn muốn khóc, nhưng vẫn kiên quyết ở lại, vì nếu về thì trong nhà lại thêm một miếng ăn, còn không phụ kém được tiền. Sáng hôm sau, gánh hát trời Biên Hòa, Đồng Nai, xa miền Trung diễn, lần đầu tiên cô bé 12 tuổi Lê Thủy phải đi xa nhà đến thế. Lúc đó, trong đoàn có một kép con bị vỡ tiếng tuổi dậy thì không hát được. Đi theo đoàn, tuổi nào cũng nghe hát, nên Lê Thủy thuộc tuồng. Mọi người trong đoàn gợi ý Lê Thủy hát thế vai. Cũng từ đó, Lê Thủy được sao vai luôn và bắt đầu bước chân vào con đường nghệ thuật. 13 tuổi, Lê Thủy đóng kép con, 14 tuổi thì đóng đào nhi, 15 tuổi đã sang cô đào sáng giá của các cảnh hát cải lương thời đó. Tiếng hát đặc biệt cô Lê Thủy khiến bà được khán giả mầu điệu, đặc biệt danh là cô đào ngoại hạng của sân khấu cải lương. Nghệ sĩ nhân dân Lê Thụy cho rằng nghệ sĩ có chồng hoặc vợ ngoài ngành rất dễ gãy đổ, bởi giới showbiz chẳng những nhiều thị phi đồn thổi mà còn bởi đặc thù nghề nghiệp buộc họ phải đi sớm về khuya, khó dành trọn vẹn thời gian vào tâm trí cho gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích hãy like và share, và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.